ba ba nó thật sự anh em mình sợ em không muốn tin lòng anh, em không muốn tự lòng anh làm trước mọi điều bất chơi gì. Vâng, nó thật sự như thế. Vâng, nó thật sự như thế. Như là anh rất thích món kiểu gì hay là anh cứ đạt được cái trước kiểu gì như thế nào đó. Vâng vâng, thế là anh cứ đặt đi. Vâng, chứ là một hai ba. Vâng, thế này chưa, đấy cũng là ba. Còn cái anh đếm hàng như này dễ, anh đếm hàng ở trong này, ví dụ như hàng này là thành nó dễ này. Đây, còn cái này là cái này là hai viên này, hai viên này thành như một này. Không, như này á. Vâng, chỉ riêng đấy cái đường đường còn bị trong ấy. Vâng, một hai ba bốn năm. Vâng, năm cái đường này. Vâng, sáu bảy tám chín mười mười một các thứ là chưa là chọn gì. Nếu là sau này các anh là đóng giải quyết bao nhiêu hả? Không biết rồi. Vâng, không biết đi thì đâu vào. Anh ơi, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười 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 hai mười ba mười bốn mười năm. Vâng, mười sáu mười bảy mười tám mười chín. Mười chín nha. Vâng, nó thầm cầm nha. Mười chín nha. Mười tám, hai mươi, hai mốt, hai hai ba bốn năm. Nên là anh em cùng với nhau. Vâng, thì anh đâu có được gì đâu. Vâng vâng, nhưng mà là anh em với nhau thì rất là thông cảm, là anh em với nhau thì cho cái chuyện là còn đồng ý tất cả là không sao cái vấn đề gì đó. Vâng vâng vâng. Thế bây giờ để em xong lại anh em chút nhé, là 5.600 viên anh ạ. 5.600 viên. Vâng. Không, gì cái nhà này thì nhưng mà em là gì cũng được. Vâng. Lúc thợ nó xây lên tường này anh đếm nó vẫn ra mà. Vâng. Vâng, không không lo đâu anh ạ. Không có đâu. Vâng vâng vâng.